Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin 24 giờ và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 20 tháng 7 năm ngoái đã xảy ra một trận lụt lớn ở Trịnh Châu, Hà Nam của Trung Quốc. Nguyên nhân là do con người dẫn đến thiệt hại đáng kể về người và của, gây nên sự chú ý rộng rãi của quốc tế. Trên thực tế, 46 năm trước, vào năm 1975 cũng đã từng xảy ra một trận đại hồng thủy ở Hà Nam. Nguyên nhân cũng do nhân họa đã khiến cho 230.000 người bị thiệt mạng. Trước đó, kênh Discover của Mỹ đã sản xuất một chương trình đặc biệt có tên Top 10 thảm họa do con người gây ra và những sai lầm kỹ thuật trong lịch sử thế giới. Trong đó, thảm họa số 1 không phải là một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Liên Xô, cũng không phải là một vụ rò rỉ khí độc từ nhà máy hóa chất Behopat ở Ấn Độ, mà là sự cố vỡ đập hồ chứa Bản Kiều ở Hà Nam, Trung Quốc vào tháng 8 năm 1975. Vào lúc hơn 1 giờ đêm, khi mọi người còn đang chìm đắm trong giấc ngủ, thì hồ chứa nước Bản Kiều ở huyện Chu Mã Điếm, tỉnh Hà Nam bất ngờ bị sụp đổ. Lũ xối xả giống như những lớp sóng chấn động cực lớn từ vụ nổ của một quả bom nguyên tử, hồng thủy ào ạt tràn xuống vùng hạ du. Theo số liệu của Sở Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam, sau đó tổng cộng 62 hồ chứa lớn vừa và nhỏ đã bị vỡ liên hoàn, khiến hàng ngàn dặm đồng bằng sông Ngòi bỗng chốc biến thành một đại dương bao la. 30 quận và thành phố ở 5 khu vực công nghiệp Chú Mã Điếm, Hứa Xương, Chu Khẩu, Nam Dương và Vũ Dương đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do vỡ đập gây ra. Dân số chịu nạn là hơn 10,15 triệu người. Khu vực bị ảnh hưởng trải rộng 17,8 triệu ha, hơn 5,24 triệu ngôi nhà bị sập và hơn 2.100 đoạn đê bị vỡ với chiều dài là 348 km. Đồng thời, 102 km đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu bị phá hủy, giao thông bị gián đoạn trong 16 ngày, ảnh hưởng đến lưu thông bình thường của hai miền Bắc và Nam trong 46 ngày, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 10 tỷ nhân dân tệ. Những địa phương mà trận lũ lụt do vỡ đập hồ chứa Bản Kiều đi qua gần như bị hủy diệt, không ít ngôi làng hoàn toàn bị xóa sổ. Có bao nhiêu người chết trong trận lũ thảm họa này? Theo số liệu chính thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố, số người chết chỉ là 26.000 người. Tuy nhiên, 8 thành viên của Ủy ban Toàn quốc lần thứ 6 của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đã cùng xuất bản một bài báo cáo dự án đập Tam Hiệp sẽ lợi nhiều hơn hại, không được lửa trên và dọa dưới. Họa quốc ương dân, trong đó có viết, hồ chứa Bản Kiều và hồ chứa Thạch Mạn Than bị vỡ vào tháng 8 năm 1975, nước ào xuống như thác, giết chết khoảng 23 vạn người. Ngoài ra, theo số liệu chính thức được ghi nhận bởi xã Văn Thành ở huyện Toại Bình, Chú Mã Điếm, trong số 36.000 người dân của xã, hơn 18.000 người đã thiệt mạng. Nhân kỷ niệm 35 năm vụ lỡ đập Bản Kiều, nhà sử học Kham Húc Bân từng viết một bài báo có tên Sự cố vỡ đập bi thảm nhất của Trung Quốc đương đại, báo chí đương thời không đưa tin. Trong bài báo có ghi lại rằng, Ngô Phú Đường, bí thư đại đội Ngụy Loan của xã Thành Công, hồi ức lại trải nghiệm thoát khỏi cõi chết của chính mình. Nhìn khắp xung quanh chỉ thấy một đại dương bao la, không thể nhìn thấy một thôn trang hay một ngôi nhà. Chỉ thấy nổi trên mặt nước nhiều xác bò, ngựa và thi thể người đã chết, trôi giạt qua người chúng tôi. Trái tim tôi tan nát, người trong thôn thế là tiêu rồi, già trẻ lớn bé trong gia đình thế là chết hết rồi, không ra tiếng, gọi gọi không nên lời. Đại đội của chúng tôi ban đầu có 375 gia đình, với 1.976 nhân khẩu. Lần đại hồng thủy này, 929 người đã bị chết đuối do lũ, 23 gia đình bị thiệt mạng hoàn toàn, rất nhiều trẻ em mồ côi và 156 người mất vợ hoặc chồng. Nhưng mà đây chỉ là tình huống tử vong của một đại đội. Có một số ghi chép trong bài báo về thảm họa vào thời điểm đó. Khổng Phồn Bân, lúc đó là phó chỉ huy của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của địa khu Chú Mã Điếm, hồi ức lại. Trận lũ đi qua nhìn từ xa chỉ thấy một màu trắng xóa, nhìn gần thì trống rỗng. Không còn đường vào thôn, không còn cây cối trong thôn, muốn nấu ăn cũng không nổi. Hết thảy diện mục không còn có thể nhận ra, khuôn viên của khu đất bên cạnh những đống đổ nát. Những hố vũng là tử thi của những người gặp nạn, nam nữ, già trẻ, trần trụi, lõa thể, thảm thương và khủng khiếp. Hạng Tiểu Mễ, một nhân viên y tế tham gia cứu nạn ở Chú Mã Điếm, trong cuốn sách ký ức Hồng Hoàng có viết, trong vùng đất hoang tàn sau trận lũ lụt, không tìm thấy một ngôi nhà nào. Ngàn dặm là bình nguyên, không có sự sống, đại địa trần trụi như thể bị lột hết y phục, những tử thi thối rữa và có thể nhìn thấy khắp nơi. Trong những ngày đầu tiên, bộ đội công binh được trang bị mặt nạ phòng độc để chôn cất những tử thi, chỉ có thể tiến hành lên được nửa km mỗi ngày. Đây là vụ vỡ đập hồ chứa chết người nhiều nhất kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp chính, đồng thời cũng là vụ vỡ đập gây chết người nhiều nhất trong lịch sử của thế giới. Đương thời, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không hề đưa tin về một thảm họa khủng khiếp như vậy. Năm 2003, phóng viên của Trương Quảng Hữu của Tân Hoa Xã đăng một bài báo chứng kiến trận lũ lụt Hoài Hà năm 1975 trên tạp chí Viên Hoàng Xuân Thu. Số đầu tiên tiết lộ rằng, vào thời điểm đó, Trương Quảng Hữu đã hỏi Kỷ Đăng Khuê, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, người phụ trách cứu nạn rằng, thảm họa lần này nên báo cáo thế nào? Kỷ Đăng Khuê trả lời, Ban lãnh đạo Trung ương đã quyết định
trận lũ này không những không công bố báo cáo công khai và không phát tin tức, đặc biệt là tình hình thiệt hại, không những không làm báo cáo công khai mà còn phải bảo mật. Trương Quả Hữu không thể hiểu được điều này, ngay lập tức hỏi, tại sao một trận lũ lụt quy mô lớn như vậy có thể giữ bí mật? Kỳ Đăng Khuê nói, đây là quyết định của lãnh đạo Trung ương, nhiệm vụ của ông là tuyên truyền những nhân vật và sự tích điển hình tiên tiến trong công cuộc chống lũ. Về trận lũ thảm khốc này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không công bố công khai bất kỳ một báo cáo điều tra toàn diện nào hoặc phân tích hệ thống của sự cố nào. Người ta nói rằng Ủy ban của Bộ Thủy lợi Hoài Hà đã có một báo cáo điều tra vào năm 1979, nhưng nó không được công bố rộng rãi mà luôn được coi là một tài liệu bảo mật và được khóa trong một chiếc két sắt. Cho đến khi chương trình của kênh Discover của Mỹ được phát sóng tại Trung Quốc, nhiều cư dân mạng vẫn còn hồ nghi và đăng lên diễn đàn để xác minh rằng sự cố hồ chứa nước Bản Kiều là có thật không? Có phải là bịa đặt ác ý của truyền thông nước ngoài hay không? Một số cư dân mạng trả lời, tôi là người sống sót sau vụ thảm họa đó. Đó thực sự là một cơn ác mộng không thể chịu đựng được khi nhớ lại. Vậy rốt cuộc thì nguyên nhân gì đã dẫn đến sự cố vỡ đập? Bão và mưa lớn chỉ là những yếu tố khách quan, nhân họa mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Năm 1990, nhà xuất bản Văn học và Nghệ thuật Hoàng Hà xuất bản tài liệu nội bộ trong thảm họa 75,8 tiết lộ vào đêm trước sự cố vỡ đập ngày 6 tháng 8 năm 1975. Phó Giám đốc Ủy ban Cách mạng Hồ chứa Bản Kiều đã nói tại cuộc họp cứu trợ thảm họa, trong kho chống lũ không có xẻng hay bao rơm, càng không có thuốc nổ, chỉ có vài thanh gỗ nhỏ và vài quả lựu đạn cán gỗ dùng để dân quân huấn luyện. Vào trưa ngày 7 tháng 8, Trần Bân, Phó Chỉ huy Ủy ban Cải cách Địa khu Chú Mận Điếm đang có mặt ở mặt trận giám sát hồ chứa, thông báo rằng hồ chứa đang trong tình trạng khẩn cấp và yêu cầu cử người đến Chú Mã Điếm để cứu ứng. Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và khu vực đã gọi điện hỏi Cục Tài nguyên nước xem họ đã chuẩn bị bao tải và bao rơm hay chưa, thì nhận được câu trả lời là không. Họ đã hỏi các cơ quan cung tiêu và các bộ phận khác và câu trả lời vẫn là không. Không bao tải, không thuốc nổ, không dây chỉ, không gỗ, cái gì cũng không có. Hồ chứa Bản Kiều được xây dựng vào những năm 1950 và nằm ở thượng du sông Nhữ, một phụ lưu của sông Hoài. Đến cuối những năm 1950, 9 hồ chứa lớn và vô số hồ chứa vừa và nhỏ đã được xây dựng trên thượng nguồn của sông Hoài, được thúc đẩy bởi phong trào đã nhảy vọt vào năm 1958. Việc xây dựng các hồ chứa ở địa khu Chú Mã Điếm đã tràn lan. Đến năm 1969, hơn 200 hồ chứa mới đã được xây dựng, mục đích chủ yếu là để trữ nước. Vào thời điểm đó, một chuyên gia về thủy lợi tên là Trần Tinh đã chỉ ra rằng tại các khu vực đồng bằng, lấy tích nước làm chủ, trữ nhiều, xả ít sẽ gây phá hoại nghiêm trọng đến môi trường nước. Vì tích quá nhiều nước sẽ gây ra lũ lụt, tích nước ngầm quá nhiều sẽ bị ngập nạn. Nếu mực nước ngầm được duy trì nhân tạo quá cao sẽ gây ra tích tụ muối, sẽ xảy ra hiện tượng kiềm hóa. Ba tai họa úng, ngập và kiềm cùng phát sinh, kết quả sẽ không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, lời khuyên của Trần Tinh không những không được lắng nghe, mà ngược lại ông còn bị chỉ trích vì đã vi phạm một cái tội gọi là ngộ nhận nghiêm trọng của Cánh Hữu và sau đó bị gán cho là thành phần từ chủ nghĩa cơ hội Cánh Hữu và bị đẩy đến trại cải tạo lao động ở Tín Dương, Hà Nam. Vào năm 1990, tác giả nổi tiếng Tiền Cương trong một cuộc phỏng vấn cho biết, trước trận lũ lụt kinh hoàng đó đã có một nguy cơ nghiêm trọng tiềm ẩn ở thượng nguồn sông Hoài. Kênh sông bị thoát nước kém, đê bãi yếu, rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn khiến cho hồ chứa nguy hiểm vẫn chưa được loại trừ. Điều nghiêm trọng hơn là người dân thời đó không nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn của những hồ chứa nước lớn như Bản Kiều, và từ vỡ đập căn bản không hề tồn tại trong tâm trí của họ. Theo chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc, nguyên nhân trực dẫn đến sự cố vỡ đập của hồ chứa Bản Kiều là do cửa xả tràn của hồ đã bị han rỉ hết và bị mắc kẹt. Kể từ khi hồ chứa nước được mở rộng vào cuối những năm 1950, cửa xả tràn của hồ chứa đã không được sử dụng và cũng không có ai đến để kiểm tra. Khi trận mưa lớn xảy ra và vượt mức nước cảnh báo, cơ quan chức năng đã ra lệnh mở cửa xả tràn để thoát nước. Tuy nhiên, tại điểm giao cắt khẩn cấp nhất, chỉ có 5 trong số 17 cửa xả có thể mở được, 12 cửa xả còn lại đều không thể mở được. Lũ lên nhanh đã làm vỡ đập, mà khi vỡ đập, lưu lượng nước tức thời tối đa tràn ra khỏi hồ là 78.100 mét khối trên giây. Chỉ trong vòng 6 giờ, hơn 700 triệu mét khối lũ đã đổ xuống hạ lưu. Sau thảm họa, một số chuyên gia nổi tiếng nói rằng, Trương Quảng Hữu của Tân Hoa Xã nói rằng, Trung Quốc là một quốc gia thiếu rừng và tỷ suất che phủ rừng cơ bản rất thấp. Giai đoạn 1953-1957 là giết lợn chặt cây trong phong trào tập thể hóa nông nghiệp. Giai đoạn 1958-1960 là đại luyện gang thép trong vận động đại nhảy vọt. Giai đoạn 1966-1978 là cải tạo đất hoang và ruộng bậc thang trong vận động đại trại nông nghiệp học. Trong đó, phong trào đại trại giai đoạn 1966-1978 đã làm giảm đáng kể rừng và thảm thực vật che phủ đất nước, gây xói mòn đất ngày càng nghiêm trọng.
hậu quả là ăn cơm của tổ tông, tạo nghiệp cho con cháu. Tỷ suất thảm thực vật rừng ở thượng du thấp cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự cố vỡ đập. Ngoài những lý do này, khi có mưa bão, nếu có sự thời tiết chính xác thì cũng giúp cho phòng tránh. Tuy nhiên, lúc đó đài quan sát khí tượng Trịnh Châu của Hà Nam, hai tổ chức quần chúng thuộc lưỡng phái đang mãi đánh nhau, không ai quan trắc, radar cũng không được bật lên và không có ký lục. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, nhân mệnh quan thiên, sinh mệnh con người có liên quan tới trời đất. Tuy nhiên, trước khi vỡ đập hồ chứa Bản Kiều, từ chính quyền trung ương đến tỉnh Hà Nam, từ địa khu Chú Mã Điếm đến hồ chứa Bản Kiều, các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ không thực hiện bất kỳ biện pháp ngăn chặn thảm họa nào, mà ngay cả những dự báo thời tiết cơ bản nhất, các vật liệu kiểm soát lũ lụt cơ bản nhất và đảm bảo các thông tin liên lạc cơ bản nhất đều không có. Vào giữa đêm khuya khoắt, bất ngờ hàng vạn người đã bị cướp đi sinh mạng của mình trong giấc ngủ. Sau đó, số người chết tăng lên vì cho nổ đập, chết đói, bệnh tật, mà 230.000 người đã bị thiệt mạng. Sự cố vỡ đập này không chỉ là thiên tai mà còn chính là nhân họa. Đó là một ví dụ điển hình về sự coi thường sinh mạng, mải mê tranh quyền đoạt lợi, bất chấp mạng sống của con người của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi kiến lập chính quyền. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.